đến Tây Phương rồi Vừa gặp mà a di đà Phật liền được oai thần của a di đà Phật Gia trì Hay nói cách khác Là liền có thể quay trở về Thế giới này Giáo hóa hết thảy hữu tình Đến đi một cách tự do Sẽ không còn có hiện tượng mê khi cách ẩm, Ngay cả Thất Địa Bồ Tát Vẫn còn bị mê khi nhập thai xanh đến Tây Phương Hầu hết đều được công lợi Thù thắng như vậy Đến thập phương thế giới Giáo hóa chúng sanh Mục đích của nguyện này Nằm ở chỗ phát khởi tính tâm Vì vậy, đối với Phật Phá sanh khởi lòng tin người đã nhận thức được Phật giáo điều đó sẽ giúp họ tu hành Bồ Đề Giai đoạn cao nhớ chính là giúp họ hành đạo phổ hiền Nhớ kỹ lấy vãng sanh Chỉ cần gặp được A-di-đà Phật được A Di Đà Phật gia trì Bạn muốn trở lại Liền tới các trở về ngay Không có chướng ngại Không thể không biết điều này Chư Phật Bồ Tát thì hiện Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội phàm là kinh điển Thuộc về nhất thừa liễu nghĩa Đều thuộc phổ hiền đạo Vì đây là Phật đạo cao nhớ Vĩnh viễn xa lìa nẻo á Không phải là không nên ác đạo Do thừa nguyện Hóa thân mà đi Mục đích là muốn giấu hóa chúng sanh nơi ác đạo Nhưng không hề mang thân nghiệp báo Chúng sanh nơi cõi địa ngục Đang chịu khổ Địa tạng vương Bồ Tát Nơi cõi địa ngục Tất cả khổ vui nơi đó Ngài đều không bị ảnh hưởng Chuyện vui khổ là có thật Nhưng do tâm Ngài là định Cho nên Ngài không cảm giác thấy gì Cái lý này phải hiểu Địa Tạng Vương Bồ Tát Trong địa ngộ Là ở trạng thái thế nào? Chúng ta xem thấy tướng Của Bồ Tát Rất trang nghiêm Ngài ở địa ngộ Thì tướng nào của Ngài Sẽ giống với Người nơi địa ngộ Ở đường xuất sanh Độ cho xuất sanh Nhất định phải giống Tướng của xuất sanh đạo Ở ngạ quỷ thì hiện thân của ngài quỷ tương đồng với ngài quỷ chuyện này nhất định phải biết nên dùng thân gì để độ ngài liền hiện thân đó hiện thân tự tại biến hóa không bao giờ cùng tận Hoàng Thiên Bồ Tát nói đến 32 ứng thần nên dùng thân gì để độ liền hiện thân đó. Kỳ thật 32 loại là 32 loại lớn. Triển khai ra là vô lượng vô biên. Chúng ta không cách gì tưởng tượng nổi Địa Tạng Bồ Tát cũng là như vậy Mẹ hết thể Bồ Tát cũng thế Không gì khác biệt Rắc rối của phàm Phu Nằm ở đâu? Ở chỗ tâm tùy cảnh chuyển Thuyền phức này lớn Vì như vậy Mẹ trở nên mấy mùi Hoàn toàn không hiểu được Chân tướng sự thật bồ tát bí trần tướng sự thờ của toàn thể vũ trụ là gì trong đại thừa giáo phật thường nói nhất thiết phá tất cánh không vô sở hữu bất khả đắc, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng đây là sự thật, gọi là thật tướng. Nếu bạn chân thật thấu xuống sáu căn nơi sáu trần sẽ không khởi tâm, sẽ không đồng niệm. Nhìn thấy rõ ràng, nghe được rành mà, nhưng không khởi tâm, không đồng niệm. Đây là cảnh giới gì? Đây là cảnh giới của Như Lai. Tức cảnh giới của Phật vẫn còn khởi tâm đồng niệm Không có phân biệt chấp trước Đây là cảnh giới của Bồ Tát Sáu càng tiếp xúc với sáu trần Mắt thấy sắc tài nghe tiếng Vẫn còn khởi tâm đồng niệm Vẫn còn phân biệt Nhưng không cần chấp trước Tức là A-la-hán nếu như mọi thứ đều có đủ Sáu căn vừa tiếp xúc sáu trần Liền khởi tâm đồng niệm Phân biệt chấp trước Đây gọi là chúng sanh lục đạo Chúng ta nếu hiểu được đạo lý này Bạn liền biết phải tu thờ Thế nào là tu thờ Chính là ngay trong cảnh giới Mà luyện tập Luyện không khởi tâm không đồng niệm Luyện không phân biệt không chấp trước đây gọi là thật tu hành Đến khi Thật không còn chấp trước Bạn liền chứng đất A-la-hán Tiến thêm một bước Là không còn phân biệt Liền chứng Bồ-Tát Sau cùng là không khởi tâm không đồng niệm Liền sẽ thành Phật Cái lý này không thể không hiểu Hiểu được đạo lý rồi Công phu tu hành của chúng ta liền đắc được dùng một câu Phật hiệu nếu khởi tâm đồng niệm hãy mau chóng niệm a di đà phật giả như thấy xác thấy cái xác tướng này sanh tâm hoan hỷ muốn chính mình cũng có đây là gì? Là khởi tám đồng niệm, phân biệt chấp chứa đều khởi cả rồi. Làm thế nào đấy? Liền a di đà Phật trở về với Phật hiệu những ý niệm này liền bị đánh bật ra. Đây gọi là thật niệm Phật. Niệm Phật thờ Phật thật chính là Pháp thân Phật tức là vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đá. Đó chính là Phật thật. Vạn duyên buông xả Đắc đại tự tại Có thể không chấp trước Có khởi tâm đồng niệm Có phân biệt Nhưng không chấp trước Là A-la-hán Trong tịnh tông Gọi là công phu thành phiến Đây là công phu niệm Phật thấp nhớ Người có loại công phu này Chắc chắn được vãng sanh A Di Đà Phật liền sẽ đến báo tin cho bạn, truyền tin cho bạn, bạn với A Di Đà Phật đã có mối liên hệ với nhau. Nếu bạn muốn đi, nguyện và muốn đi một cách mãnh liệt, vẫn còn thọ mạng nhưng đều không cần, A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn. Không thể không biết được chúng ta xem phần giải thích bên dưới phạm phù tâm tùy cảnh chuyển vì thế mà bị mấy muội hoàn toàn không hiểu được chân tướng sự thật cho nên mới chịu khổ chịu nạn người có tây phương tâm đều thanh tịnh chữ tây phương này ý chỉ thế giới cực lạc người vẫn sanh đến thế giới cực lạc tâm đều là thanh tịnh hơn nữa sự thanh tịnh này không bao giờ bị mất đi vì có sự giúp sức của A Di Đà Phật, bất kể nó nhỏ nào trong ác đạo đều không bị ảnh hưởng hoặc giả dạ thuyết phá hoặc nghe phá, có thể gây ảnh hưởng cho mọi người.